Xin chào khách hàng của Big Bang Solar, thì cũng đã lâu rồi, kể từ ngày nghỉ Tết âm lịch 2024 thì Big Bang Solar cũng chưa ra mắt video mới giới thiệu về các hệ thống điện mặt trời cho khách hàng tham khảo. Thì trong giai đoạn cuối năm cũng như đầu năm này cũng có rất là nhiều anh chị em quan tâm lắp đặt điện mặt trời có liên hệ với bên em nhờ tư vấn. Cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý khách hàng, những đơn vị đối tác thi công và các anh chị em đã luôn theo dõi, tin tưởng và đồng hành cùng Big Bang Solar. Đây là video đầu năm 2024, Big Bang Solar đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết âm lịch. Bên em cũng đang set up một số hệ thống điện mặt trời hybrid cho khách hàng và bên cạnh đấy cũng có một số hệ thống điện mặt trời hòa lưới bám tải không lưu trữ. Thì với các hệ thống này, có khách hàng sử dụng điện một pha, cũng có anh chị sử dụng điện ba pha và lựa chọn các phiên bản DE để lắp đặt cho hệ thống. Và trong ngày khai trương của Big Bang Solar, bên em rất là vinh dự khi có một anh khách hàng đặc biệt. Anh hiện đang là phó giáo sư tiến sĩ của một bệnh viện lớn, bệnh viện Chợ Rẫy, đến bên em và đặt hàng một hệ thống điện mặt trời 12 kW 3 pha. Và em cũng rất cảm ơn anh đã tin tưởng và lựa chọn Big Bang Solar là đơn vị cung cấp hệ thống điện mặt trời cho gia đình nhà anh. Chúc anh sức khỏe và luôn luôn vững tay để giúp đỡ nhiều người, mang lại nhiều giá trị tích cực đến với cộng đồng. Hiện tại bây giờ cũng gần 9 giờ tối rồi nha mọi người. Hôm nay Big Bang Solar làm thêm giờ để kịp set up và chuẩn bị cho những đơn hàng mà khách đã đặt, làm sao mà bàn giao đúng tiến độ để cho anh em ở công trình lắp đặt hoàn thiện đưa vào vận hành. Trước mắt ở đây là một hệ thống điện mặt trời 8 kW một pha của một anh thi công tại Bình Dương nhé mọi người. Anh khách hàng tư vấn lựa chọn dòng DE 8 kW một pha và lắp trước 5 kW tấm pin Zinco 545 W nha mọi người. Thì anh lắp 10 tấm và với hệ thống DE 8 kW và sử dụng những cái dòng tấm pin công suất lớn thì bên em sẽ tư vấn setup làm 2 PV thôi, chứ chúng ta không đấu 4 PV. Khi mà đấu 2 PV như này thì thứ nhất sẽ tối ưu hóa chi phí đầu tư mà chúng ta không bị lãng phí các string PV không sử dụng tới. Và thứ hai nữa, việc mà lựa chọn tủ điện nhỏ như này sẽ mang đến độ thẩm mỹ cao hơn cho hệ thống điện mặt trời. Tại vì với DE này thì nó sẽ thiết kế bo tròn, mà chúng ta sử dụng những cái tủ điện lớn trước đây thì sẽ mất cân đối. Và nhiều anh chị em chúng ta đặt hệ thống điện mặt trời ở ngay vị trí phòng khách, như vậy sẽ mất đi tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Biết được điều đó, bên em cùng tư vấn và lên những cái form tủ điện nó mang lại thẩm mỹ hơn và quan trọng nhất vẫn đảm bảo an toàn chất lượng cho hệ thống điện mặt trời. Thì hệ thống này anh khách sử dụng dòng tủ điện cao cấp, tủ điện bên em setup là dòng 4B như thường quay cho anh em nhé. Với tủ điện này thì có sự thay đổi, ở đây chỉ gắn 2 PV, còn lại những cái phía quan trọng như là phía điện lưới này, bên em sử dụng loại 125A để chịu tải cao hơn. Đồng thời dây dần ở đây sử dụng dây 10.0 nhé mọi người. Ở đây là hai dàn pin năng lượng mặt trời, một CB cho phía dự phòng và một CB ra phía tải nhà. Với chống sét lan truyền bên em sẽ lắp đặt full để giúp hệ thống an toàn trong quá trình vận hành. Về dòng ATS cao cấp này thì em cũng không chia sẻ nhiều nữa. Với anh em đã tham khảo điện mặt trời xem qua kênh Big Bang Solar đều biết về dòng ATS mà Big Bang Solar sử dụng, chịu tải cao, mang đến độ an toàn, tin cậy cho khách hàng. Với những tủ điện như này, bên em sẽ đấu nối sẵn để giúp cho anh thuận tiện trong quá trình lắp đặt. Đối với những anh em chúng ta thi công thì việc mà lựa chọn tủ điện lắp đặt sẵn như này sẽ giúp anh em thứ nhất là tiết kiệm thời gian thi công tại công trình. Thứ hai nữa là tăng tính thẩm mỹ và đồng bộ cho hệ thống điện mặt trời. Tại vì Big Bang Solar thường đề cao tính thẩm mỹ đi kèm với là chất lượng nha mọi người. Tủ điện sẽ bọc co đầy đủ để bảo vệ. Đồng thời sẽ có các đầu số để cho khi anh em lắp đặt, chúng ta có thể nhìn vào đó và thuận tiện kết nối cho hệ thống inverter và tủ điện nha mọi người. Tương tự đi ra phía inverter thì bên em sẽ đấu sẵn hết và bấm sẵn đầu số. Đầu số ở đây là các ký hiệu nha mọi người. Hôm trước có một số anh em hỏi là đầu số là gì mà trong video thấy em hay đề cập tới. Thì em chỉ luôn đầu số là các cái ký tự mà Big Bang Solar thường bấm sẵn và có ký hiệu để cho anh em có thể dễ dàng nhìn và lắp đặt. Đó, thì khi về lắp thì chúng ta chỉ việc xác định đúng cặp này, bên em sẽ dích lại và chúng ta cắm vào là xong. Còn phía điện lưới thì em cũng có ký hiệu rồi, chúng ta nhìn vào đúng ký hiệu và đúng từng đầu số và chúng ta gắn vào. Với hệ thống này thì khách hàng sử dụng trước một cục pin lưu trữ của BSB. Cục pin này lưu trữ là 5.12 kWh nha mọi người và giao tiếp đồng bộ với biến tần DE. Với những khối pin cao cấp thì tuổi thọ thiết kế lâu hơn, lên đến 6.000 lần nạp xả, tính ra thì đâu đó khoảng 15 năm nha mọi người. Ngoài ra với pin có giao tiếp khi vận hành sẽ trơn tru hơn, chúng ta có thể cài đặt và theo dõi thuận tiện. Đó là lý do tại sao mà Big Bang Solar sẽ kết hợp pin lưu trữ cao cấp với biến tần DE để tăng tính đồng bộ và nâng cao tính an toàn cho hệ thống. Với pin lưu trữ BSB, em cũng đã có một số video chia sẻ chi tiết rồi. Hãng trang bị cho anh em đầy đủ phụ kiện lắp đặt từ cáp giao tiếp, các chân đỡ, rồi đến cáp kết nối giữa cực dương và cực âm lên trên biến tần. Và an toàn hơn hết, hãng cũng trang bị cho anh em những cặp dây
35.0 4AWG cao cấp này có thể chịu nhiệt độ lên đến 200 độ C, dòng nạp xả lên đến 200A thì cũng rất là bình thường nha mọi người. Đây là dòng dây rất là cao cấp, tại vì thông thường các hàng chỉ sử dụng dây 16 đến dây 25 thôi, và em nghĩ khoảng dây 25 cũng đủ rồi. Nhưng với hàng BSB thì trang bị luôn cho anh em dây 35.0 để tăng tính an toàn cho hệ thống. Đây là một hệ thống điện mặt trời phù hợp với những gia đình chúng ta sử dụng điện từ 3 cho đến 4 triệu đồng tiền điện, và với điện một pha thì chúng ta sẽ sử dụng những cấu hình như này. Và tới đây điện mặt trời ở Việt Nam sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Đây là chỉ là giai đoạn đầu năm thôi, và tới đây sẽ có rất là nhiều khách hàng ở khu vực phía Nam lắp đặt, và sau đó là những khách hàng ở khu vực phía Bắc khi chúng ta bước vào mùa hè, cộng với đó là cái việc mất điện luân phiên là dẫn đến tình trạng gián đoạn trong quá trình sinh hoạt và đời sống hàng ngày. Vậy nên thì khách hàng sẽ lựa chọn những cái dòng inverter có lưu trữ hoặc là có thể nâng cấp sau này. Đó, thì đây là hệ thống bên em setup cho một anh khách hàng thi công tại Bình Dương nha mọi người. Tiếp theo đây là một hệ thống điện mặt trời hybrid 5kW một pha. Với hệ này thì khách sẽ gắn với 10 tấm pin Zinco 545W. Với mức tiền điện hàng tháng của gia đình khách hàng hiện tại đang là 2,5 triệu, thì bên em tư vấn sử dụng hệ 5kW này sẽ giúp cho anh chị có thể giảm được 1,6 triệu cho đến 1,8 triệu tiền điện hàng tháng. Và với hệ thống này thì khách hàng thường sử dụng nhiều vào buổi tối, vậy nên thì anh lựa chọn một khối pin lưu trữ BSB 230 Ah. Với khối pin này thì cùng thương hiệu với dòng 100 Ah như ở đây, nhưng về cái công suất lưu trữ thì nó sẽ cao hơn, tổng lưu trữ là 11,7 kWh nha mọi người. Với những khách hàng mà chúng ta đầu tư lưu trữ cao ngay từ đầu sẽ giúp tối ưu hóa chi phí hơn so với việc lắp hai khối pin như này. Tại vì với một khối 230 Ah, công suất lưu trữ nó sẽ cao hơn, nó là tổng 11,7 kg, nhưng mà cái chi phí đầu tư nó sẽ rẻ hơn so với đầu tư một cục pin như này. Thì bên em cũng đã setup sẵn hết rồi. Pin lưu trữ thì có cổng giao tiếp, gạt ID và cấu hình cài đặt ở trên inverter phù hợp với cái nhu cầu sử dụng, làm sao mà khách hàng có thể khai thác tối đa hệ thống điện mặt trời. Đồng thời pin lưu trữ sẽ hoạt động ở chế độ an toàn nhất, nâng cao tuổi thọ pin và đảm bảo an toàn cho hệ thống. Tại vì khách hàng này thì không sử dụng tải cao, thông thường tải chỉ dao động khoảng 2-3 kg thôi. Vậy nên bên em sử dụng dòng ATES 2B này để lắp cho anh khách hàng, thay vì sử dụng những dòng ATES lớn. Với ATES 2B này sẽ chịu tải tốt ở mức dưới 4kW cho mọi người. Vì dòng này nó sẽ có ngập điện ở cuộn hút 220 như này, thì đôi khi xảy ra tình trạng cháy cuộn coi. Nhưng mà bên em cũng sẽ hướng khách hàng sử dụng những cái dòng ATES cao cấp như này, cũng tùy thuộc vào cái nhu cầu của khách hàng. Với anh thì anh lựa chọn dòng ATES mini để lắp trong cái tủ nhựa này, anh đặt ở vị trí phòng khách cũng muốn thẩm mỹ, vậy nên thì bên em cũng setup theo cái yêu cầu của anh. Và với hệ thống ATES lấy EDQ này cũng tương đối là chất lượng nha mọi người, cũng không phải là hay hỏng đâu. Cái tỷ lệ hỏng thì nó có đấy, nhưng mà cũng không có nhiều. Đó. Bên em cũng đã đấu nối sẵn rồi, một cấu hình phù hợp với những khách hàng sử dụng khoảng 2 triệu tiền điện hàng tháng thì chúng ta sẽ đầu tư hệ thống này. Và cũng có một số anh chị hỏi tại sao những cái dòng biến tần hòa lưới của DG lại rẻ như vậy. Thì anh chị mua dòng này sau này muốn nâng cấp lưu trữ hoặc là mất điện chúng ta sử dụng có được không? Thì nhân đây em cũng chia sẻ luôn. Thì với những dòng này thì nó sẽ rẻ, nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào chúng ta muốn tiết kiệm tiền điện ban ngày. Và đồng thời á, cái khu vực đấy hạn chế mất điện lưới. Thì như vậy chúng ta sẽ gắn những cái con hòa lưới bám tải như này. Tại vì nếu mà những khu vực mà hay mất điện chúng ta gắn dòng này thì mất điện lưới thì nó sẽ ngắt luôn, vì nó không có cổng UPS là cổng dự phòng, đồng thời không có cổng kết nối battery. Nếu anh chị có muốn nâng cấp pin lưu trữ sau này cũng không thể nâng cấp được. Vậy nên bên em phải giải thích thật là kỹ cho khách hàng trước khi đầu tư, tại vì cũng có một số anh chị đầu tư những hệ thống bám tải sau này muốn nâng cấp lưu trữ không được thì phải thay inverter, như vậy thì nó cũng rất là lãng phí. Anh em nên tham khảo kỹ cái nhu cầu, có thể chúng ta chấp nhận sử dụng những cái con 5kg này, giá nó sẽ cao hơn gấp đôi một chút xíu thôi, nhưng mà chúng ta không gắn pin lưu trữ, cho chạy hòa lưới bám tải trước. Rồi sau này chẳng may anh em muốn nâng cấp pin lưu trữ hoặc là muốn chạy được khi mất điện lưới á, thì chúng ta chỉ cần bỏ pin lưu trữ vào là chạy thôi. Nó như vậy nó sẽ phù hợp hơn. Đó là lý do tại sao mà các dòng sản phẩm hybrid DG được sử dụng phổ biến hiện nay trên thị trường. Thì đây là combo đi mặt trời mà bên em đã setup xong rồi. Ngoài ra thì cái cấu hình mà em có giới thiệu ngay từ đầu á, hệ thống điện mặt trời dành cho một anh khách hàng đang là phó giáo sư tiến sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy tin tưởng và đặt mua bên em, thì bên em cũng đã setup xong rồi. Hệ thống này trước mắt anh sẽ gắn là 8 tấm pin Zinco 545 nha mọi người. Tại sao anh đầu tư một hệ thống thật là lớn như này mà có cả pin lưu trữ 230 Ah chỉ lắp với 8 tấm pin? Tại vì trước mắt thì anh sẽ đưa ngôi nhà vào vận hành, và các thiết bị chính như là thang máy này, chiếu sáng, quạt đèn anh sử dụng không có nhiều, tại vì cả gia đình anh cũng chưa chuyển hẳn về đây sinh sống, thì anh sẽ gắn trước là 8 tấm thôi.
Và sau đó anh sẽ xem lại cái thiết kế của ngôi nhà làm sao mà nó cân đối, hài hòa và mang tính thẩm mỹ nhất. Và anh sẽ tiếp tục bổ sung tấm pin sau này. Đó, thì bên em cũng đã đấu nối sẵn hết rồi. Cái đơn này thì trong tuần này bên em sẽ bàn giao cho anh. Cũng rất cảm ơn anh đã tin tưởng và lựa chọn Big Bang Solar. Anh đã lựa đến ngay cái thời điểm bên em vừa khai trương xong và tiến hành trao đổi và đặt hàng nhanh. Thì anh cũng là một người rất là quyết đoán nha mọi người. Cũng không nghĩ là anh là quyết đoán như vậy. Tại vì giai đoạn đầu năm thì cũng có một số anh em cũng cần phải tham khảo kỹ, hoặc là chúng ta cần phải về nhà để chúng ta suy nghĩ thêm. Nhưng với anh thì anh lựa chọn đúng ngày khai trương để anh đến, để anh đưa tài lộc đến và khai trương cho Big Bang Solar. Thì em cũng rất là vui và cảm ơn anh đã lựa chọn bên em. Thì bên em sẽ đấu nối thêm dây kết nối lên pin lưu trữ ngoài hệ thống của anh ra. Thì trong ngày mai kỹ thuật bên em sẽ tiếp tục setup thêm các tủ điện cho hệ 3 pha. Đây là hệ 3 pha 8 kg. Kỹ thuật hôm nay có đấu nối xong hết rồi. Nhưng mà cũng trễ rồi nên là em cũng bảo anh em về nghỉ thôi. Và ngày mai chúng ta sẽ đấu tiếp nha mọi người. Chạy với một máy DeSe 8kW 3 pha cùng với một khu pin lưu trữ 100 Ah. Hệ thống này sẽ gắn ở khu vực ngoài Hà Nội nha mọi người. Tại vì trước mắt khách sẽ gắn một cục trước. Giai đoạn mùa hè tới đây thì anh sẽ bổ sung thêm pin lưu trữ. Bên em cũng sẽ đấu nối sẵn tủ điện như tương tự như cái bộ 3 pha trong này. Chỉ khác là hệ này sử dụng với một khu pin 100 Ah và máy DeSe Hybrid 8kW 3 pha. Bên em cũng kịp bổ sung một số dòng sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu thị trường đầu năm. Trước mắt thì các phiên bản 3 pha của DeSe bên em bổ sung về trước. Và trong tuần tới này đầy đủ các bản 1 pha sẽ tiếp tục cập kho Big Bang Solar. Ở đây là phiên bản 50kg 3 pha áp cao, sử dụng cho những hệ thống phụ tải gia đình lớn hoặc là những tòa nhà khách sạn đấy nha mọi người. Thì chúng ta sẽ sử dụng dòng 50kg này cho phép lắp full lên đến 65kW dàn pin. Và những máy 50kg này đối với những hệ thống lớn thì nó sẽ tối ưu hóa chi phí hơn so với việc anh em chúng ta lắp những con máy 12kW và kết nối song song. Nó sẽ rườm rà và nó chiếm nhiều không gian hơn. Việc lắp một máy 50kg này nó sẽ tiết kiệm thời gian thi công, giảm thiểu cái chi phí vật tư phụ phát sinh trong công trình, cũng như là tối ưu hóa diện tích lắp đặt. Ngoài ra thì bên em bổ sung cũng rất là nhiều mã DeSe 12kW 3 pha, 8kW 3 pha. Tại vì nhu cầu thị trường rất là cao nha mọi người. Biết được điều đó bên em sẽ liên tục bổ sung và stock hàng sẵn để cho anh em chúng ta có thể chủ động được trong việc tư vấn và bán hàng. Tại vì bên Big Bang Solar ngoài việc setup những combo sẵn thì bên em cung cấp cho những đơn vị lắp đặt thi công và những đơn vị thương mại, thì bên em sẽ stock hàng sẵn kho. Và bên này là các phiên bản 3 pha này, 12kg 1 pha cũng có nhé. Trong này là các cái máy hòa lưới. Và bên này cũng tương tự như vậy, các cái phiên bản 12kg 3 pha. Tấm pin thì bên em cũng đã đai sẵn hết ở ngoài đây rồi nha mọi người. Ngày mai sẽ tiến hành xuất thôi. Trong này là các khối pin lưu trữ BSB. Đó, thì đây là những hệ thống điện mặt trời đầu năm 2024 bên em đang tiến hành setup và sẽ bàn giao sớm cho khách hàng. Một lần nữa em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách hàng, quý anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi kênh trong suốt thời gian vừa qua. Video của em đến đây là kết thúc. Nếu anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn hoặc cần hỗ trợ về kỹ thuật với hệ thống điện mặt trời, có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại em đang để ở trên màn hình. Em xin kính chào quý khách hàng, xin chào mọi người.